như thế này. Nếu anh chị làm tốt, lát nữa sẽ có phong bì thêm 500. Ok, bây giờ xin mời chị hãy đặt tay lên vai của anh Duy. Và xin mời anh Duy hãy đặt tay thẳng vào eo của chị. Hai anh chị hãy dành cho nhau một góc 180 độ song song với sân khấu thế này. Chú ý nhá, còn tay phải của anh nữa. Tay phải nữa, rồi rất tuyệt vời. Âm nhạc tắt xuống giúp em, không mở nhạc. Anh chị hãy nghe em nói. Khi em nói từ anh yêu em thì từ anh bắt đầu thì đôi môi của anh hãy chạm lên người vợ của mình. Khi nào từ em kết thúc thì những đôi môi ấy mới được rời ra. Mọi người có đồng ý không ạ? Rồi, rất tuyệt vời. Nếu đồng ý hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa nào. Đó, họ rất tình cảm, rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ lúc thể hiện tình cảm đây. Và trước khi đến phần này thì em xin được hỏi rằng là anh Duy, lần đầu tiên mà anh chị gặp nhau thì ai là người chủ động hôn trước? À, chị Duyên cười, chắc là chị hôn trước đúng không ạ? Thế còn anh trả lời đi, hãy trả lời bằng tấm lòng của mình, bằng chân thật từ tận đáy. Cái đấy trả lời sau, được rồi. Những nụ hôn từ ngày xưa chúng ta bỏ qua, những nụ hôn của tương lai chúng ta cũng chưa biết đến. Nhưng nụ hôn ngày hôm nay anh chị sẽ phải thực hiện. Xin mời anh đặt tay lên eo người vợ của mình. Đặt nhạc đi giúp em với ạ. Anh chị chú ý nhá. Nhớ là phải làm đúng theo những gì mà em nói. Từ anh bắt đầu thì đôi mắt của chị hãy lim dim đón nhận. Một, hai, ba. Anh à, khoan, làm sai rồi. Sai rồi, làm lại. Sai rồi, làm lại. Nhớ, làm lại. Anh ơi, làm chuẩn đúng để nhanh. Mọi người đang rất đón chờ. Chuẩn bị nhá. Một, hai. Anh sao lại xấu hổ nhỉ? Hôm nay lại ngại thế. Lại nha anh chị nha. Anh Duy, anh hãy thể hiện bản lĩnh của mình nào. Xin mời anh quay trở lại ạ. Một, hai, ba. Anh yêu em. Thôi rồi, xin lỗi. Cảm ơn rất nhiều quý vị. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn này cho họ nào. Rất tuyệt vời. Và xin chào tất cả quý vị ngày hôm nay. Là niềm vui, là niềm hạnh phúc rất lớn đối với hai gia đình. Và đặc biệt là đối với chú rể của cô dâu. Sau đây xin mời hai bạn chúng ta hãy cùng nhau tay trong tay tiến xuống phía dưới để mời chồng mời nước tập thể cho bên họ để đáp lại tình cảm mà quý vị đã dành cho anh chị trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời.